Trâm Anh, Quỳnh Linh chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mỗi ngày trôi qua có rất nhiều cặp đôi đến với nhau và nhiều thế hệ con đã ra đời. Mình là kêu mình cháu đó, mình là kêu bằng ông bà rồi đó. Ngại lắm đó. Đúng rồi. Mỗi tin vui như vậy làm chúng tôi có thêm động lực. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hạ Màng. Có cái mẫu người lý tưởng gì không em? Gia giọng anh Cương Linh ạ. Cảm ơn Cương Linh. Quá giỏi. Bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Thì đi cà phê tâm sự. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. À, chúng ta giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Văn Tám, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cầu đường. Em đến từ Quảng Trị. Em làm ở đâu? Dạ em ở quận Bình Thạnh, nhưng em làm ở quận 1. Ở với ai? Dạ ở với đứa em trai ở dưới này. Em trai. Em bên chú. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. À dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thủy, em năm nay 25 tuổi và em đến từ Huế. Công việc hiện tại của em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, Huế ở Mô. Dạ, Huế em ở gần Vị Dạ. Chủ cầu Tràng Tiền đúng không Tường? Không, xuống 1 tỷ nữa. Một người ở Quảng Trị, một người ở Huế thì nó cũng gần nhau ha. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi bạn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một vài mối tình rồi. Dài nhất cũng tầm 3 năm á. Xưa thì còn trẻ yêu cũng gọi là tình yêu vậy thôi chứ cũng sâu đậm, chẳng có sâu đậm gì đâu. Trời ơi, 3 năm mà chưa có sâu đậm gì hết. Rồi vì sao chia tay? Gia đình này kia không hợp tuổi thì... Ai nó không hợp tuổi? Bên bạn gái nó không hợp tuổi thôi. À bên bạn gái đó hả? Dạ. Rồi bạn gái chia tay. Dạ. Rồi mình buông luôn. Thì chia tay cho hai bên. Bạn làm công tác cầu đường hả? Dạ em kỹ sư nhưng mà chuyên thiết kế về hạ tầng giao thông, có nghĩa là cái phần gì để đất đường xã cầu cổng gì em làm. Thế vậy thì bạn đi suốt luôn vậy đó hả? Không, em ngồi ở văn phòng, em không ở nhà văn phòng thôi. Dạ lâu. Rồi. Lâu mình có đi một đôi bữa. Bạn gái mình thì sao? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ. Quen cũng được 4 năm ạ. 4 năm? Dạ vâng. Vì đang chia tay. Dạ tại vì trong cuộc sống thì có những cảm dỗ mà bạn trai không có bản lĩnh của người đàn ông, với lại kiểu em yêu xa nữa. Anh đó ở đâu mà xa? Dạ hồi trước thì em học ở Huế, còn anh đó ở trong này ạ. Rồi bạn trai, bạn có ưu khuyết điểm gì? Em là một con người của gia đình, có nghĩa mọi việc trong gia đình em đều làm được. Về khuyết điểm? Khuyết điểm thì có vẻ trái xây dựng nên ít có cái tính lãng mạn. Bạn gái có phải tiếp người lãng mạn không? Hay là... Dạ, cũng rất là lãng mạn ạ. Huế mà ha? Dạ, đúng rồi. Bực chia thích Huế lãng mạn. Mộng, Huế mơ. Lãng mạn thì mình sẽ tạo ra cách lãng mạn theo bạn gái thôi. Thí dụ bây giờ hẹn một buổi đầu tiên, bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Mời đi xem phim hoặc là mời đi uống cà phê. Cũng đâu có gì lãng thường thôi hả em? Như vậy đối với em quá lãng mạn rồi. Vậy đó hả? Có mình nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn được không? Có thể... thì đi cà phê tâm sự những cái quán nào đó hơi đẹp đẹp một xí, nhìn ra ví dụ bờ biển hoặc bờ sóng gì đấy. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào này? Biết chăm sóc gia đình, biết động viên sự thể. Có điểm gì mà không thích ở người bạn trai? Kiểu quá lăng nhăng, phải có chính kiến của bản thân mình. Bạn trai mình có chính kiến không bạn trai? Có chứ, em rất quyết đoán trong công việc đó. Mình có lăng nhăng không? Lăng nhăng thì có ai yêu đâu mà lăng nhăng chị. Nếu mà có người yêu thì cũng lăng nhăng đúng không? Không không, chỉ tính cách nghiêm, không có tính nhăng lăng nhăng. Có lăng không? Lăng thì vẫn có, nhăng thì không. Rồi vậy bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần tính tình hiền, biết là kính trên nhường dưới. Về chiều cao, cân nặng, nước da. Chiều cao bất kể cái da gì cũng được. Không có đòi hỏi về ngoài hình, làm về tính cách thì mình có người có ra. Hiểu. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em? Da giống anh Cương Linh ạ. Giống anh Cương Linh. Quá giống. Giống không em? Giống. Giống hả? Trời tự tin dữ. Về tính cách á, cách mà chăm sóc gia đình của anh Linh á. À, phải theo anh Linh học khóa nữa mới được. Để chị qua chị coi. Rồi chào chị. Chào bạn. Bây giờ người bạn gái này, cô này cổ lãng mạn dữ lắm. Lãng mạn mà em nói chuyện sao nó cục cục quá à. Nói chuyện nó phải dài, nó phải nó tình cảm một chút. Em thì ý này không được lãng mạn cho lắm. Thì mình phải cố gắng muốn lấy vợ dạ, thôi. Dạ, em phải cố gắng. Cố gắng lên nha. Dạ. Bây giờ em hỏi cô gái bên kia coi, ở Huế là ở đâu rồi, hai người nói chuyện nhau coi có quen biết gì trước không? Thử hỏi đi. Thì ở chỗ nào ở Huế em?
Dạ lúc nãy em còn nói vị anh già. Vị già. Đò từ Đông Ba, đò quá đập đá mà đò từ vị già thằng ngã ba sình đấy. Tiếp đi. Em chẳng biết nói gì. Chẳng biết nói gì luôn hả? Dạ. Biết hát không? Hát. Em đọc một bài thơ được. Thôi nữa. Trời ơi. Thôi thôi, có giấy được à. Hôm qua có chuẩn bị một cái bài thơ của là tác giả Nguyễn Linh Giang. Em hãy về quê anh nghe em, mẹ sẽ đón em bằng nụ cười rạng rỡ. Con đường ráo vui chào mừng cô dâu mới, xóm làng mỉm cười thêm được một công dân. Em hãy về quê anh nghe em, em hãy về quê anh nghe em. Được thôi. Sao em, mặc dù đây là một bài thơ không phải của anh ấy sáng tác, anh mượn lời nhưng mà rất là có ý nghĩa. Chứ cũng em đưa tờ giấy ra cho anh. Đây anh. Gửi qua anh kia cho người ta cất làm kỷ niệm. Em chữ của em hay em nhờ ai biết? Chị bạn biết. Bạn biết luôn, trời ơi. Chứ không phải chữ của anh luôn hả? Không, trời bạn đó. Biết thơ người khác gửi em. Vậy là kỷ niệm cái gì? Ai biết. Em nghe anh nói như vậy, em đoán hình ảnh như thế nào? Chắc cũng hơi gầy gầy. Hơi gầy gầy, ổng gầy lắm, ổng gầy lắm. À, rồi sao nữa? Rất là chân chất. Đúng rồi, chân chất, có chân chất. Chắc tóc không có bị hỏi. Nhưng sao nghe cái giọng mình đoán người ta không bị hói hay vậy? Tại em nghĩ chắc dân công trình thì đồi nọ nhiều, tóc nó không bị rụng. Suy luận hay ha. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương đấy. Mình có đi với ai? À, có... Có em trai. Ui. Em trai hồi nãy đó, đâu rồi? Có bạn bè rồi anh em. Bà con rất nhiều vậy kia. Rất nhiều đúng không? Dạ. Người nào viết thơ cho em đâu? Người áo sọc, sọc. Rồi mời áo sọc luôn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin dạ. Chào các anh chị trong trường quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Khanh, là em họ của anh Nguyễn Văn Tám. Hôm nay cùng đi với tôi thì rất đông anh chị em trong dòng họ. Cũng mong rằng qua chương trình này thì anh Nguyễn Văn Tám của chúng tôi sẽ lấy được vợ. Em gái rất là xinh xắn, dịu dàng, Huế. Có lẽ là hợp với tính cách của anh Tám. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em gái mình có đi với ai không? Dạ, em đi với anh Hai, với hai người bạn thân của em ạ. Anh Hai hả? Dạ, vâng. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị và các bạn trong trường quay. Em này thì có thể em đứng dậy cho anh coi một chút xíu được không ạ? Sao em? Có nghe. Bạn này thì anh cũng thấy là cũng cao ráo. Anh cũng muốn là hai bạn thì sẽ tìm hiểu nhau để mà nó tiến tới tốt hơn. Mời bạn thân, Thủy cũng muốn nghe ý kiến của bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào thì em là bạn thân của Thủy. Một cái buổi tỏ tình thì anh có làm được không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi, biết làm sao nữa. Em không thích cái từ cố gắng. Cố gắng là nói là kiểu là cố gắng làm được thì được thôi. Tôi cố gắng hết rồi. Bây giờ người ta muốn một cái buổi tỏ tình lãng mạn, em làm được hay không? Rồi, yes or no? Em sẽ làm được chị Cát Tường. Anh hứa anh sẽ làm được, nói với người này nè. Một buổi lãng mạn để tỏ tình bạn gái bên kia, em sẽ làm được. Bạn gái bên kia tên gì anh? Tên Thuy. May quá. May quá. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ lên. Dạ. Quyết tâm là được. Đồng cảm ơn lên. Dạ, đồng ý. Chúc thành công nha. Dạ. Cảm ơn lên. Nào. Nhân buổi đầu gặp thì anh đã bỏ hoa tặng anh. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Nhưng em nói trước. Chuyện tình yêu đàn ông nói trước. Nói đi. Nhưng nói gì anh đi. Hả? Nói gì. Nói cái gì, muốn nói gì nói. Em cảm nhận cái người kế bên như thế nào, đối diện như thế nào. Trước tiên, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy rất xinh. Cảm ơn anh ạ. Thì anh nghĩ chương trình bàn muốn hẹn hò tạo cho mình một cái duyên để gặp gỡ đây. Thì anh hy vọng chưa, anh em mình không hy vọng gì hết. Cái đó khoan nói, chưa có làm gì, chưa có cơ hội. Mình tự tạo cơ hội cho mình nha. Dạ. Nào, mình suy nghĩ thế nào về người đối diện. Mình nói hết những cái suy nghĩ mình ra. Nào, nói đi. Răng răng mố. Nói đi. Có 2 phút đó, răng tới mai luôn á. Em thấy người đối diện thế nào? Thì người đối diện của bạn rất xích. Thích không? Em rất thích. Phải nói là anh Đức thích em, khi gặp mặt mình nói thoải mái. Đúng mạnh mẽ lên. Dạ. Theo anh thì trong một mối quan hệ mà giữa hai người á thì sẽ chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như anh thì anh sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? À, anh hiểu rồi, để anh trả lời. Ví dụ trong một mối quan hệ hai người xích mích thì anh cũng nhường nhịn thôi, chứ mình cũng chẳng cần gì mà ấy cho mình.
Vì anh tính anh rất dễ, không bao giờ gây xích mích ai. Dạ, nhưng anh làm người bằng nữ dần thì sao ạ? Cái trường hợp đó là anh thực sự anh chưa gặp trường hợp. Thí dụ gặp thì sao? Thí dụ nếu gặp thì phải dỗ họ chứ biết sao anh. Dỗ thì sao? Dỗ tới dẫn họ đi ăn uống cà phê hay nói chuyện rồi dần dần rồi họ sẽ hết thôi. Cho em hỏi một câu hỏi nữa được không? Rồi, ạ? Em cứ nói. Theo anh thì trong tình yêu thì người đàn ông hay là người phụ nữ nên chủ động? Cái đó chắc chắn là sẽ là người đàn ông. Anh có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Lên đây rồi anh muốn biết nói gì. Em hãy mời một lời mời cô gái về quê mình chơi đi. Lúc nào mà rảnh có điều kiện thì mời em về Quảng Trị anh chứ. Để em hỏi mẹ em đi ạ. Để em với anh hỏi luôn chứ. Tỏ tình với bạn gái thì còn lãng mạn coi. Thử nãy xem. Em hứa rồi đó. Nào. Em làm được. Thử xem. Tất cả mọi người đang ủng hộ bạn đấy, đang chờ bạn đấy. Anh nhìn tôi chi, nhìn cổ kia. Anh bay em. Anh bay em nữa hả? Em suy nghĩ trái tim em nó mách bảo cái gì em nói điều đó. Rồi thì buổi đầu gặp gỡ thì anh thấy thì trước tiên là anh cũng thích rồi. Thì anh muốn em cho anh một cơ hội để... Nhìn trời ơi, em đây nè. Em đây nè. Nè, thí dụ nè, em nắm tay nè, ta nhìn thẳng vô mắt nhau nè. Em, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim mình nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Ok. Đấy, ngồi người thật lớn, anh chị làm. Làm đi. Thí dụ vậy. Thử lãng mạn. Hết giờ là trễ đó nghe. Rồi nói. Sao? Nhìn bên kia chứ. Nói đi. Nói. Là nói trong hôm nay mình gặp gỡ ở đây cũng có một cái duyên rồi. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để... Thôi chưa là được em à. Thôi ơi gồng rồi. Gồng cứng hết trơn. Ủa rồi rồi hả? Thôi chưa là được. Thôi dạ thôi. Tôi biết rằng trong trái tim của anh ấy cũng rất là ướt át đấy. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ cảm nhận để suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Ấn nút hay không là tùy thuộc vào hai bạn. Chúng ta đừng lên đây bấm nút để đi uống cà phê, bấm nút để làm vừa lòng một số người. Bấm nút hay không, điều đó hết sức là thiêng liêng. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Của em. Em cứ cầm. Lý do tại sao em gái? Dạ tại vì lúc đầu em nói là em cần một bạn trai là phải cương quyết và lãng mạn nữa. Mà có lẽ là em anh định đây là có một cái duyên. Nhưng mà cái nợ sau đó là nợ bạn bè. Cơm em sao? Nhát quá, bạn trai ơi. Đôi khi cái nhút nhát đó nó cũng là một cái bất lợi cho mình. Thôi, mình không bấm nút thì ở dưới khán giả có hàng triệu người sẽ bấm nút cho anh, bấm nút cho bạn gái. Gái em á, quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hơn với tôi thì mình không có sự hữu về cho lắm. Em nóng mắt lắm, dễ khóc á. Hơi người ngang bướng thế à. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người nào đó sẽ kiềm chế được sự ngang bướng của em hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi bây giờ bạn nữ giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Chào ông Mai Quyền Linh và chị Mới Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ em tên là Hồng Nhung. Năm nay em 24 tuổi ạ. Em hiện làm một số công việc bán thời gian. Tại vì em còn đi học đại học luật chị. Đang học luật à. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Dương chị. Dạ em học ở Bình Dương luôn. Học ở Bình Dương luôn dạ. Là hôm nay lên tham gia chương trình thôi dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Thành. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại đang công tác và làm việc văn phòng tại Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ cụ thể là em làm bên mảng chứng từ của văn phòng. À giấy tờ chứng từ này kia dạ, hả? Đúng ạ. Cả hai cùng làm việc tại Bình Dương thì cũng tương đối phù hợp trong việc hẹn hò rồi ha. Dạ. Mình giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em có thể nấu ăn, nấu được nhiều món ăn. Còn khuyết điểm của em là em mau nước mắt lắm, dễ khóc lắm.
bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của em cũng là một người biết món ăn chị ơi, tiếp mẫu của người gia đình đó. Trong cuộc sống thì em luôn là một người ra hoạch định những chiến lược, nên như vậy là mình sẽ làm theo chiến lược đó. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì cũng có một số khuyết điểm là nói hơi nhanh, hơi nhiều, hơi khó tính một tí, hơi một người ngang bướng một tí anh. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người nào đó sẽ kiềm chế được cái sự ngang bướng của em hơn. Còn bạn gái, bây giờ nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 2019 đó chị. Là lúc đó mình học xong ra trường rồi đó phải không? Học xong ra trường có việc làm rồi chị. Dạ. 2019 em thấy sao em trai? Dạ em cũng dự định để như vậy đó chị ơi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Đúng ra chính thức thì 2 mối tình. Lúc đầu mà đi thi đại học Đà Lạt á thì nói chung là cũng có cảm xúc với nhau, mà mỗi người đăng ký 2 nơi địa điểm thi nên cuối cùng là cũng có quan có liên hệ qua lại, nhưng mà rồi cũng là khoảng cách địa lý. Có một tình thứ hai nữa là người ta ở bên nước ngoài, người con gái của em á em quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hờn với vợ thì mình không có sự vũ về cho lắm. Em quên hết mấy mối tình cũ chưa em? Dạ rồi chị ơi, quên hết rồi mấy em mới lên chương trình này với chị. Vậy thì qua những cái câu chuyện như vậy chúng ta sẽ có sự chăm sóc kỹ càng hơn ha. Yeah. Nhưng mà vấn đề là khoảng cách về địa lý đó. Yeah. Nó vẫn còn là một khoảng cách mà mình chưa giải quyết được. Yeah. Mình thử hỏi bạn gái bên kia là như thế nào, hai bên hỏi với nhau đi. Ủa em ơi, em học tại Bình Dương thì quê em ở đâu ạ? Dạ em quê ở Bình Dương luôn anh ơi. Em ở chỗ nào Bình Dương em? Ở Hú Dầu Một á anh, trạm thu phí số giữa. Tôi cũng gần chỗ em làm lắm, ra đó khoảng 15 phút ạ. Vậy là không còn ngăn cách địa lý nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thoải mái. Bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cái tính không có gia trưởng, điềm đạm xíu, nói thì cũng có, đừng có nhiều quá. Nãy giờ thấy bển là nói vậy là nhiều hay ít hay vừa? Dạ chắc được rồi chị. Được đó hả? Trời ơi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai là nhậu nhiều, hút thuốc chị. Em ơi em có nhậu hút thuốc không em? Có hút thuốc nhưng mà giờ em cũng bỏ rồi chị ơi. Còn nhậu thì nói chung là đi với đồng nghiệp công ty đó, nhậu khi nào nhậu thì em cũng lắng là về phòng ngủ à, chứ không có ngủ ngoài ạ. Vậy là tốt rồi. Gì nữa không em? Về ngoại hình em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ bạn trai đừng có bụng bự quá với lại đầu hói chị. Dạ em không hói chị ơi, mà bụng xẹp lép ạ. Được rồi ha. Bên kia có tiêu chuẩn gì muốn tìm bạn gái như thế nào không em? Hy vọng là người con gái của em á, người ta có ý chí tiến thủ trong cuộc sống này chị. Cái thứ hai nữa là em thích những người con gái truyền thống vậy ơi. Thì những con người đó nó sẽ thi cho chị ạ. Thì nói nhanh dữ vậy. Thì em có nãy em có ưu điểm là nói quá luôn vậy. Dạ. Gọi nó nhanh lắm rồi chị. Nhanh lắm. Chắc em phải kiềm chế lại. Về ngoại hình thì sao? Em có đặt ra tiêu chí gì không? 1m56 đến 1m6 được rồi. Thì thứ hai là mi nhon tí. Bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Hiện tại thì bạn ấy đang học thì em có thể chờ được. Thì em nghĩ là chắc cũng phải ở trong này, gắn bó công tác công việc này chứ chứ không về quê. Vậy là lập nghiệp ở Bình Dương luôn dạ, ha. Đúng rồi. Chắc em dự định mua nhà ở đất ở Bình Dương để làm không chị? Trời, cỡ mấy năm nữa thì mình sẽ mua được đất mua nhà được? Chỉ cần 2 năm nữa chị ơi. 2 năm nữa là lúc đó cổ cũng học ra trường là tới tiến tới luôn ha. Dạ. Rồi. Được, có kế hoạch vậy là tốt. Anh sẽ qua chào gái xem thế nào. Em chào. Chào gái. Em cần gì ở người chồng tương lai của em? Biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có mê chơi. Em có vẻ hiền nha. Nếu anh bên đây anh nói nhiều chút xíu bổ sung cho mình cũng đâu có sao đâu. Đúng không? Cái anh bên này anh suy nghĩ cũng gọi là chín chắn đấy. Anh tin rằng tụi em cũng sẽ hợp với nhau đấy. Nha. Thôi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân thôi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em chị. Chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Với tất cả khán giả trong trường quay, hai bên tâm sự nhau á thì thấy em trai này thấy cũng có vẻ biết lo làm ăn. Dạ. Để mà tiến tới hôn nhân thì cho thời gian hai đứa nó có cơ hội đi nó tìm hiểu thêm. Cô có yêu cầu gì cũng rể tương lai không? Muốn làm sao mà cho thằng rể nó về cái thứ nhất là nó đừng lăng nhăng. Rồi sống mà mới biết lo thương yêu nhau, sống tới già tới chết là điều đó là cha mẹ mừng rồi. Dạ thì con tới đây cũng chương trình con cũng xác định rồi thì các em cố gắng mô lập gia đình. Thế tại là tuổi tác năm nay con cũng 28 tuổi rồi. Con hy vọng là sẽ cùng cô ấy bước đi đến cuộc đời còn lại ạ. À. Nói vậy là cũng cảm ơn phần nào rồi, nhưng mà để tìm hiểu thêm với các Tường, Huyền Linh. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn bác ạ. Rồi em đi với ai trai? Dạ em đi với anh trai và em trai ạ. Anh ruột đó hả? Dạ anh ruột đó. Dạ, xin kính chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường và cùng những người chơi ở đây. Cô gái Hồng Nhung này là trong tình mi nhon thì có, dễ thương. Còn những cái mà những tính tình thì hai người tìm hiểu nhau một thời gian mới biết được. Nhận xét về anh em Nguyễn Văn Thành á là tính tình nói chung là nói được làm được, nhưng mà biết lo cho gia đình. Tính xấu là hồi trước có thuốc nhưng bây giờ hút ít lại rồi, thì có khả năng sau này sẽ bỏ. Có khả năng sau này sẽ bỏ. Rồi, cảm ơn em. Cái câu hay nhất là nói được và làm được.
Đàn ông phải có bản lĩnh như vậy ha. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt. Ta có 2 phút trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em, tưởng lắm mình cảm ơn. Anh nghĩ rằng Thành nên hát một bài nào đó để tặng cô gái với Thành. Dạ, thế thôi, cũng tới chương trình thì mặc dù hát không hay nhưng mà em sẽ cố gắng gửi đến bạn gái cùng với toàn thể quý vị khán giả môi trường quay một bài hát ạ. Hãy nhìn thẳng vào mặt bạn gái hát nha. Dạ. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dần và người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Được. Hát thì mặc dù lên xuống thất thường nhưng mà bài hát thì rất là có ý nghĩa. Mà sao hát mà nhìn đâu không vậy em, không nhìn thẳng vô mắt cổ. Cô nhìn là bạn Thành hơi ngại đúng không? Nghe được. Nhưng hát đáp lại đi. Dạ tại em hát không có hay á. Kệ nó. Em hát bài nào không nít được không? Được. Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phương rung nắng ngoài sân, cành mềm mềm gió ru im, bông mau bay bích qua màu xanh, đàn nhẹ nhàng hát vang vang, hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo diều giật giờ, hè về gieo ánh tơ bâng khuâng, mây trắng đùa đàn chim cánh đó trời vân vân mây trắng. Cặp này về hát với nhau là vui nhà vui cửa rồi. Cặp này về hát chắc ba mẹ nhà vui lắm á. Đấy, giờ một hát hay, hai hát vui, cái nào cũng được. Vui rồi, vui rồi. Rồi bắt đầu, chúng ta có 2 phút trò chuyện về tình yêu. Thì hiện tại em đang học gì ở Đại học Bình Dương? Dạ em học Đại học Luật á. Học Luật mà hiền quá. Ít nói sao cãi. Thôi cái này chắc bị em về anh ven cho chị. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Thì em cảm nhận anh như thế nào? Tưởng tượng khác với lại lúc mở màn. Thế hả? Em tưởng tượng sao? Em thấy ảnh nói nhiều vậy chắc khác lắm. Là phải ốm với lại cao vậy lắm. Thì anh cũng ốm cao mà. Không ốm nữa không? Dạ thôi không vậy. Khi mà đám cưới xong mình sẽ làm gì? Thì tất nhiên là em có công việc ở dưới đó, sẽ với nhà, điều kiện ở đó, gia đình ở đó thì sẽ tốt hơn so với anh. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà quen nhau thì anh sẽ cố tạo điều kiện ở đó cho em có thể xin một công việc nào đó tại gần gần chỗ nơi mình ở thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Rồi, một câu gì cuối cùng đi bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, anh cũng hiền, cũng nói cũng nhiều. Thôi, cái nhiều là cái ưu điểm em, cái nhược điểm em. Dạ. Bạn cảm nhận về bạn gái như thế nào? Thì đầu tiên thấy bạn gái cũng dễ thương, nhưng mà bạn hơi hiền quá. Chắc em nghĩ là cũng biết chung thủy, hay là cũng biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Tốt đó, cô gái bên kia rất là hiền. Cũng may mắn lắm mình mới gặp cô ấy đấy. Làm sao để thuyết phục cô ấy nhấn nút mới là điều quan trọng. Yeah. Nhấn hay không một hồi mới biết. Trước khi nhấn nút, em muốn nói gì với mẹ của Nhung không? Nếu mà con đến được với Nhung thì con cố gắng là hy vọng là bác tạo điều kiện cho con với Nhung gặp nhau, và con hứa sẽ là người chăm lo cho cô ấy suốt cuộc đời ạ. Mong rằng con nói được con làm được. Bác chỉ có 2 đứa con thôi. Ba nó mất nay 14 năm rồi. Anh ấy làm công an ở tỉnh Bình Dương. Còn riêng nói học lực thì 2 đứa mà đi tới hôn nhân á, thì mong sao mà con với nó đi suốt cái khoảng đời già luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Nhớ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định bấm nút hay không là ở các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Em có bấm mà nút không vô. Em có bấm mà nút không vô hả? Có bấm. Thì kiểm tra lại nha. Dạ. Thì, thế này, hai bạn đứng đây đi. Nắm tay nhau đi. Cái gì khoanh tay trước chị? À, nói với em. Em phải làm bạn gái anh nha. Dạ. Dễ thương. Một câu. Dạ. Rất dạ. Nhẹ, anh rất chị, ngọt, em có muốn rất quà tình cảm. Anh chị. Cô gái này rất nhỏ nhẹ, nói cái gì cũng từ tốn chậm rãi.
Dạ em gửi cái này cái gì vậy em? Dạ em yêu thích anh chị từ lâu rồi, em muốn lên chương trình em gửi tặng anh chị. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. Dạ. Kỳ quá. Từ từ chờ bạn gái. Ôm quà đi lẹ quá. Nhẹ nhàng làm sao? Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.